Rồi, hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô miền Nam. Thì hiện tại đây Hảo đang có mặt tại xưởng chuyên dụng miền Nam. Đó, thì trước mặt của anh chị đây là cái dòng xe Hyundai N250SL, thùng dài 4m3. Và hiện tại này, con xe này là đang đóng cái thùng kính. Đó, và cái đầu cabin nó là màu trắng luôn nha quý anh chị. Thùng này là được tại xưởng chuyên dụng miền Nam bên em luôn. Đó, thì con này được đóng thùng kính inox. Và đặc biệt hơn là trên cái con xe này là có được bẩn nâng nha quý vị. Đó. Về cái chất lượng thùng kính miền Nam á, thì là bên em đóng cái thùng 3 lớp nha quý anh chị, gồm có là bên ngoài được làm bằng inox và ở giữa nó có một cái lớp mod và cái khung xương nó nằm mấy. Và bên trong nó cũng có một vách nữa nha quý anh chị, tính ra thùng miền Nam là tới 3 vách lần. Đó. Và xe này bên em đóng cái thùng inox luôn. Và phía sau này là cái bộ bẩn nhơ, cái bộ bẩn nâng. Đó. Cái này. Thì cái bộ bẩn nâng này là 700 kg nha quý anh chị. Đó. Và ra phiếu thiết kế tại xưởng chuyên dùng miền Nam luôn. Đó, xe này có phiếu thiết kế nha. Xe này là quý anh chị đi từ Bắc vào Nam không sợ xe sai quy cách thùng hay. Đó, tại vì bên em thùng cái bộ điều khiển của cái dàn bẩn nâng. Và đây là cái bộ motor ben đó, dành cho cái bộ bẩn nâng này nha quý anh chị thấy nè. Ở đây là cái công tắc ngắt mở cái nguồn điện nè. Đó, thì cái bộ điều khiển này điều khiển rất là đơn giản thôi. Thì bây giờ ở đây nó sẽ có một cái dắt để ghim vô nha quý anh chị. Nó điều khiển nè, cái dắt này ba chấu nha, đã ghim vô đây rồi. Nó gồm có một chấu lớn và hai chấu nhỏ. Đó, ghim vô. Và chúng ta bật cái công tắc đó lên nha. Đó, bật lên. Đây là cái khóa an toàn nha quý anh chị. Đó, khi mà chúng ta bật lên đó thì ở đây nó có hai chế độ up và down, lên hoặc xuống đó. Rồi. Thì bây giờ trước tiên chúng ta mở cái bộ quân năng này á thì chúng ta rút chốt mở khóa ra nha quý anh chị. Thì ở đây làm tới 4 cái khóa lận. Nhằm nó đảm bảo cái sự an toàn, tại vì cái này có ra phiếu thiết kế chuyên dùng mà, nên là nó nhằm đảm bảo cái sự an toàn khi mà chúng ta đang vận hành ngoài đường nha. Rồi, tổng cộng là có 4 cái khóa quý anh chị. Quý anh chị, vì này có ra phiếu thiết kế nên là phải đảm bảo được cái sự an toàn khi mà chúng ta đang vận hành. À, do cái dàn bẩn nâng này là còn mới á, nên là nó xuống hơi chậm xíu nha quý anh chị. Đó, đây. Thì khi cái dàn bẩn nâng nó được hạ xuống hoàn toàn đây thì quý anh chị nhớ lưu ý là chúng ta rút cái con cốc này lại nha. Đó, đây, ở đây nó có con cốc này, chúng ta rút lại nhằm cho cái việc chúng ta nâng hạ lên á, nó không có bị vướng cái này nha quý anh chị. Đó, giờ Hảo mở cái cửa thùng ra. Đây, thùng này bên trong cũng được đóng inox nha quý anh chị. Đó, cái bộ bẩn nâng nè, nó hoạt động là khá là ý. Rồi. Đây, bên trong đây cũng thì cái đèn nè, thế bên trong trang cái đèn thùng nữa nha. Và vật liệu bên trong bên em đóng nha quý anh chị. Vật liệu là inox nha quý anh chị. Đó. Đây. Nâng lên thế là nâng lên được tới trên luôn á. Đây. Đó, nâng được tế trên đây luôn nha quý anh chị. Đó. Khi mà cái lượng hàng chúng ta nâng lên, quý anh chị thấy là sát vững luôn nha. Thì hiện tại là chúng ta nâng là vững luôn nè. Quý anh chị, cái việc mà nâng hạ hàng lên đó, nó rất là dễ nha quý anh chị. Bây giờ Hảo sẽ hạ nó xuống nè.
tại vì những cái con lăn ở ngay hai cái trụ á nó còn khá là mới, nên cái việc trơn tru hơn nó xuống thì quý anh chị mình về mình sử dụng, mình ăn vài lần thì này nó sẽ nhanh hơn nha quý anh chị. Đó, do tất cả cái vật liệu nó còn mới hết á nên là cái này nên nó đang xuống cái chiều hạ xuống á, do hạo cũng không có nặng lắm nên là nó xuống hơi lâu nha quý anh chị. Đó đây, còn cái motor nâng lên nè, nâng lên cực kỳ nhanh luôn nè. Đó quý anh chị thấy nè, motor là nâng lên cực kỳ nhanh luôn nha. Đó. Bực bộ 700 kg nha quý anh chị. Rồi về cái việc mà đóng lại cái bộ vững nâng á thì quý anh chị mình thực hiện cái thao tác nó ngược lại nha quý anh chị. Đó, đầu tiên quý anh chị. Đây, ở đây có cái chốt là quý anh chị gài vô nha. Đó, gài cốc lên. Rồi, bắt đầu quý anh chị nhấn chữ up cho nó nâng lên nè. Đó, nó nâng lên thì nó sẽ gài vô, con cốc nó sẽ gài vô đây và nó sẽ bật cái bửng lên. Rồi. Rồi. Đó, ta đóng lên luôn. Đó, quý anh chị thấy đó, đóng lại, cửa hơi gà lại luôn. Nếu quý anh chị di chuyển trong cái kho bãi á, thì chúng ta có thể đóng cái bẩn nâng đỡ lại và chúng ta di chuyển tiếp nha. Còn nếu mà chúng ta đã di chuyển ngoài đường á, thì quý anh chị nhớ đóng cái cửa lại luôn nha quý anh chị. Đó. Thì bây giờ là Hảo đang thực hiện cái thao tác mình đang di chuyển trong bãi. Đó, thì chúng ta có thể là bật đóng một cái bẩn nâng lại thôi cũng được. Đó, là mình mua cái ổ khóa mình bóp khóa lại luôn nha. Những cái mặt hàng mình có giá trị á, mình nên khóa lại, mình bảo quản hàng mình không có bị mất cắp nha quý anh chị. Đó, bên em có làm tay khóa lại, có thiết kế cho. Đây. Đó. Đây là đóng một lớp nè, bây giờ đóng thêm lớp thứ hai. Rồi, gài lại nha quý anh chị. Chúng ta thực hiện thao tác nó ngược lại khi mà chúng ta mở cái bửng nâng ra. Đây, hạ xuống. Quý anh chị lưu ý là mình xuống nè. Nó gài vô chốt nè, một bên nè, hai bên. Đó, nó gài xong rồi chúng ta lóc lên luôn. Đây. Lóc gài chốt lên luôn nha quý anh chị. Đây, chúng ta đi ngoài đường thì nó bảo vệ bốn cái móc khóa nha. Đó. Đây, khá là dễ dàng. Còn đây là nó, phần này nó sẽ định vị lại được cái bửng nâng nó hạ ra. Đây là một, coi như là một cái khóa an toàn vậy đó. Nếu mà cái cốc này nó lỡ nó dịch chuyển đi, nó không có vô được cái khớp á, thì cái này nó sẽ không có bật cái dàn ben ra. Đó. Rồi, chúng ta thực hiện các thao tác xong rồi thì quý anh chị nên lưu ý là chúng ta tắt cái khóa an toàn này nha. Đây là khóa an toàn nguồn điện giữa cái bình ắc quy với cái này. À, thì chúng ta nhớ là tắt đi. Rồi. Đúng. Bộ dây này, cái bộ điều khiển này chúng ta nên để phía trên cabin nha quý anh chị. Và nếu chúng ta muốn nâng hạ cái bửng nâng thì quý anh chị lưu ý là đem xuống thực hiện thao tác như em hồi nãy giờ làm nha quý anh chị. Đó, rồi. Dòng xe N250SL tải trọng hiện tại là đang 1 tấn 9 nha quý anh chị, và được đang đóng cái thùng kính ga phiếu chuyên dụng miền Nam luôn. Thì quý anh chị nào mình có nhu cầu mình sử dụng cái dòng xe này thì cứ liên hệ trực tiếp qua cho Hảo qua số điện thoại 0908 965 300. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi cái clip này. Nếu mà mình thấy hay nhớ nhấn một like và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Xin cảm ơn.